nâng cấp những quái vật cameraman và những con quái vật Eskimdi Toynet lên thành một đội hình siêu khỏe các bạn nha. Rồi rồi, bây giờ bên mình có một con quái vật Eskimdi Toynet, bên kia cũng thế các bạn ạ. Rồi, mình sẽ cho đi chiến đấu xem hai đội giống nhau bên nào chiến thắng các bạn ơi. Ôi, cô lên nào. Ui các bạn ơi, hai bên hòa nhau các bạn ạ. Mình vừa củng cố được ba anh chàng cameraman luôn. Rồi chiến đấu xem. Ôi ui các bạn ơi, bên kia có một con quái vật Eskimdi Toynet thì làm sao chiến thắng được các bạn. Mình victory đi. Tiếp tục. À, bên kia củng cố thêm một con quái vật Eskimdi Toynet và một cameraman. Rồi bên mình phải củng cố thêm một cameraman nữa các bạn ạ. Rồi 4 cameraman, một quái vật Eskimdi Toynet các bạn ạ. Rồi nhanh chóng mình chiến thắng các bạn ơi. Tiếp tục các bạn ơi, mình sẽ kết hợp lên. Ôi nhìn này, một cameraman quá xịn luôn các bạn ạ. Một cameraman 2 sao luôn. Lần cấp cho lên xin nào. Wow, một cameraman 3 sao nữa. À, rồi các bạn ơi, ôi kết hợp lên. Ôi Eskimdi Toynet 3 sao 3 đầu. Wow, rồi chiến đấu thôi. Ui xôi, bên kia lại bị thua, bên mình lại giành chiến thắng các bạn à. Ok, ôi nhìn kìa, lần này có hai cái hòm các bạn ơi, lưỡi trời à. Rồi chiến đấu nha, xem nào. Rồi chiến đấu xem hai cái hòm này có cái gì bên trong các bạn à. Ui sao mà nó khỏe thế các bạn ơi, chiến đấu mãi không tiêu diệt được một cái hòm các bạn à. Ôi rồi, cuối cùng đã được một cái hòm. Quái hòm thứ hai nào. Ok luôn, được cái gì các bạn ơi? Không được cái gì hết. Wow các bạn ơi, nhìn này, bây giờ chiến đấu với một con quái vật cameraman bọt quá to luôn. Rồi mình sẽ kết hợp những con quái vật Eskimdi này vào. Lên. Ui xin rồi, xem nào, chiến thắng không? Cố lên nào. Yeah. Wow, có các bạn à. Mình kết hợp những Eskimdi Toynet lên thành một Eskimdi Toynet siêu khỏe chiến đấu với cameraman bot siêu khỏe và mình chiến thắng. Wow các bạn ơi, chiến đấu với một anh chàng TV man các bạn ạ. Ui quá to luôn. Rồi mình phải củng cố thêm nào. Ok rồi rồi, chiến đấu nha, xem nào. Ui cố lên nào. Ôi sao con bot này nó khỏe thế các bạn ơi, nó vả cho hai vả. Đội hình của mình bị điều gì à, không ổn. Củng cố thêm các bạn ơi, lên nào. Ui được một Eskimdi Toynet các bạn ơi, hai bên có hai khẩu súng 6 lòng 3 sao. Rồi tiếp tục là củng cố ở dưới các bạn ơi. And chiến đấu lại nào. Rồi các bạn ơi, con bot kia đang mất máu kìa. Và rồi cố lên nào. Wow, cố lên. Ui sao nó hồi máu. Ui nhưng mà không ăn thua, hồi máu à. Mình vẫn victory các bạn ơi. Ai cái anh chàng camera lên. Ok, có điểm ăn mừng rất là hài luôn. Thôi bây giờ chúng ta chiến đấu lại với những đội hình bình thường các bạn ạ. À, ok luôn. Ui cũng có một con quái vật Eskimdi Toynet giống bên mình các bạn ơi, nhưng mà không ăn thua. Ok luôn, bên kia liệu có chiến thắng không. Ôi các bạn ơi, ôi không, bên mình bị thua. Thế thì không ổn các bạn ạ. À, củng cố thêm. Ok luôn, lên nào, lên đi nào. Được rồi, đặt ở trên này. Đấy, rồi củng cố ở dưới các bạn ơi. Đấy, lên nào. Wow, cameraman 4 sao luôn. Wow, xin các bạn ơi, chiến đấu nha. Rồi, xem là lần này bên kia còn chiến thắng không hay bên mình chiến thắng các bạn. Ôi bên mình chiến thắng. Tiếp tục nào, củng cố ở dưới các bạn ơi. Rồi chiến đấu đi. Ôi bên kia khỏe đấy các bạn ạ. À, nhiều những con quái vật đấy nhưng mà không ăn thua, bên mình vẫn khỏe hơn, vẫn chiến thắng đây này. Thấy chưa các bạn ơi, có nhìn thấy không? Nhìn kìa đấy, cái anh chàng cameraman kia đang em đảo thuyền. Ok bây giờ mình củng cố thêm ở dưới các bạn ơi. À quên, ở trên. Nhầm. Lên. Ôi một Eskimdi Toynet chân nhện 4 sao luôn, ghê không. Chiến đấu nha. Ôi bên kia cũng có các bạn ạ.
sẽ giành chiến thắng đây các bạn ơi. Hai con quái vật SKD Twilight chân nhện đang chiến nhau kìa. Oh, bên kia bị tiêu diệt rồi các bạn ạ. Bên mình chiến thắng. Lại phải tiêu diệt cameraman quá to khổng lồ. Được rồi, em tên. Mình sẽ kết hợp lên. Ui, như này SKD Twilight răng cưa luôn. Wow, rồi xem nào. Bên kia các bạn ơi, cameraman cầm búa nhưng không ăn thua, bên mình vẫn victory. Ok, đấy, nhìn kìa, anh chàng cameraman nhảy. Các bạn ơi, lần này mình phải chiến đấu với Titan Camera. Wow, đầu loa luôn. Ôi, đầu loa mà mình sợ các bạn ơi. Chiến nào, xem nào. Đúng rồi, cố gắng lên nào. Này thì quái vật đầu loa các bạn ơi, ok luôn này. Còn một chút máu nữa là mình chiến thắng các bạn ơi. Nào, cố lên nào, đừng để thua các bạn ơi, đừng để thua. Ôi, thôi, ôi, không các bạn à, mình thua. Thế thì mình phải củng cố ở dưới các bạn ơi, những anh camera này, đấy, nên. Rồi, xin rồi, xem nào, lần này, cố lên. Ui, máu kìa, con boss kìa. Các bạn ơi, cuối cùng mình đã tiêu diệt được con cameraman đầu loa đấy rồi. Ok, sang một vùng đất mới các bạn ơi. Rồi, củng cố nào, chiến đấu nào. Xem nào, bên mình chiến thắng không. Có các bạn à, victory rồi. Tiếp tục các bạn nha. Ok luôn, rồi, củng cố rồi. Ok luôn, củng cố lên. Được rồi, chiến đấu thôi. Bên kia bị tiêu diệt ngay thôi mà. Thấy chưa, bên mình có SKD Twilight chân nhện quá khỏe luôn. Chiến thắng. Tiếp tục, let go thôi. Không cần phải củng cố các bạn ạ. Bên mình quá khỏe các bạn ơi. Ôi, bên kia cũng có SKD Twilight chân nhện kìa. Ôi, cố lên. Không, ôi lâu. Ủa, mất rồi. Kết hợp lên các bạn ơi. Rồi, lên nào. Wow, các bạn ơi, cameraman 5 sao luôn. Wow, xin các bạn ạ. Chiến đấu thôi. Nào, lần này thì bên kia liệu có chiến thắng không, khi bên mình có cameraman 5 sao luôn. Wow, cố lên. Ôi, không các bạn ơi. Ây, cố lên. May quá, bên mình cameraman 5 sao chống đỡ chiến thắng các bạn ạ. Ôi, lần này lại tiêu diệt boss nữa các bạn ơi. Nhìn kìa, quá ghê gớm luôn. Ok, kết hợp luôn. Ok luôn, được rồi, chiến đấu thôi. Xem nào, có chiến thắng không nào. Ui, cầm cái búa kìa. Bom, nhưng mà không ăn thua, mình chiến thắng. Ok các bạn ơi, vừa rồi mình kết hợp những cameraman và những con quái vật SKD Twilight lên thành một đội hình siêu khỏe, chiến đấu với tất cả các boss của đối thủ cử ra, và mình là người chiến thắng các bạn ạ. Và video của mình đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye.